Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mọt Kim. Với những anh em thuộc thế hệ 8X, 9X như em gái Mọt, thì nhắc tới bắn súng trong các hệ máy chơi game xưa, cụ thể hơn là Contra trên nhiều máy NES thì chắc hẳn không ai là không biết đến. Thế nhưng em gái Mọt tin rằng game vẫn còn rất nhiều những bí mật thú vị mà không phải ai cũng biết. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng em gái Mọt khám phá những điều bí ẩn trên về tựa game Contra nhé. Nếu nhớ những ngày này nhắc đến những tựa game bắn súng với các game thủ 10X, ngay lập tức sẽ là những cái tên như Free Fire, PUBG, COD. Ấy thế nhưng nếu hỏi những người thuộc thế hệ cuối 8X đầu 9X, chắc chắn cái tên được nhắc đến sẽ là Contra. Với nhiều thế hệ game thủ Việt già cổ như cái máy PlayStation hạng nội địa Nhật Bản của tôi thì Contra là một tượng đài vĩ đại, không thể không nhắc tới trong lịch sử chơi game của mình. Khi nhớ đến Contra, người ta thường tưởng tượng hai anh chàng lính quần xanh quần đỏ xách súng đi càng như là Rambo. Nhưng mà đó cũng chỉ là một phần trong lịch sử của dòng game này mà thôi. Mà cốt truyện nó làm lì bị đạt lắm, giàu chất thơ hơn bạn tưởng tượng rất là nhiều. Và bản thân trò chơi này cũng ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị. Và nếu anh em đã bỏ lỡ chi tiết nào về tựa game này thì hãy để Mọt tôi phổ cập giúp cho anh em nha. Hai ông đô con mặc quần xanh và đỏ trong Contra tên gì? Chà, nếu chịu khó đọc wiki các thứ đồ rồi ha, thì anh em hẳn cũng biết cái ông màu xanh là Bill Riser và Lance Bean dĩ nhiên là người còn lại rồi. Nhưng mà để tôi bổ sung thêm một ít thông tin về hai ông chiến binh lừng danh này. Đầu tiên thì Bill đã chào sân game thủ trong phiên bản Contra 1987 và sau đó tiếp tục sát cánh với chiến hữu Lance trong Super Contra The Alien Strike Back năm 1988 và Contra 3 The Alien Wars năm 1992. Nếu Bill là nhân vật chính trong suốt các phiên bản thì Lance Bean từng có lần chơi trò mất tích và gián tiếp khiến đồng đội của mình bị giam vì tội sát hại chiến hữu và gây ra thảm họa diệt chủng toàn cầu. Một phiên tòa đã được dựng lên để kết án Bill, ngồi tù 10.000 năm trong một nhà tù tinh thể. Trong Shadow Soldier, Bill được tạm tha nhưng mà với điều kiện phải đánh bại Blood Falcon, một tổ chức khủng bố mới trỗi dậy tuyên bố sẽ lật đổ chính quyền. Đứng đầu trong tổ chức này là một siêu chiến binh bí ẩn, đánh bại mọi lực lượng quân đội được cử đến. Trong màn cuối giáp mặt với siêu chiến binh của Blood Falcon và giết chết hắn. Không ngờ sau lớp mặt nạ đó lại là Lance Bean, bạn đồng hành của Bill ngày xưa. Người tưởng chừng như đã chết từ 5 năm về trước. Trong giờ phút hấp hối, Lance nói cho Bill biết nguồn cơn của mọi chuyện nhưng cụ thể thế nào thì một tôi sẽ để dành ở một video khác. Anh em nào tò mò thì hãy chơi Shadow Soldier nếu muốn biết thêm về câu chuyện này nha. Có bao nhiêu phiên bản Contra chính thức từng ra mắt? Theo thống kê từ Wikipedia, có tổng cộng 19 phiên bản chính thức của Contra được Konami phát triển và phát hành từ năm 1987 đến năm 2019. Tuy vậy, chất lượng của bản game mới nhất lại bị đánh giá là cực thấp bởi cả giới chuyên môn lẫn game thủ với số điểm tổng hợp lần lượt là 52 và 4.2 trên Metacritic. Tuy nhiên, số lượng này chưa bao gồm những phiên bản đã bị hủy bỏ lẫn các tựa game di động ăn theo không được cấp phép do Trung Quốc thực hiện. Được biết chất lượng của các phiên bản con ghẻ này thuộc phạm trù thượng vàng hạ cám khi có game bị làm chui hoàn toàn và phải đóng cửa một thời gian ngắn sau khi ra mắt. Dưới đây sẽ là danh sách 19 phiên bản chính thức có bản quyền hẳn hoi. Các bạn hãy nhấn nút tạm dừng để xem hình từ từ nha. Chứ Mọt tôi mà đọc thì có mà hết cả ngày mất. Ngoài ra chúng ta còn có một số tựa game Contra có tiềm năng nhưng mà cuối cùng lại bị hủy bỏ bao gồm Contra Spirit 64, Contra GameCube, The Definitive Contra, Contra Online và cuối cùng là Contra 3DS. Quay lại với Contra, nếu như anh em chưa biết thì có một sự khác biệt nhất định giữa hai phiên bản quốc tế và Nhật Bản. Bản quốc tế sẽ đưa người chơi về màn hình chờ đầu game để chơi lại từ đầu mà không ghi nhận bất cứ dữ liệu nào, trong khi game thủ ở Nhật lại có thêm lựa chọn khác. Khi hoàn thành họ cũng sẽ chơi lại từ đầu, nhưng điểm mạng và vũ khí của người chơi bao gồm các loại đạn xịn sẽ được giữ nguyên từ lần chơi trước. Ngoài ra, độ khó của game sẽ mặc định ở mức cao nhất bất kể trước đó anh em chọn thiết lập cài đặt như thế nào. Contra là nguồn gốc câu cửa miệng của nhiều game thủ. Có lẽ khi chơi game hoặc khi bàn luận, không ít anh em đã từng nghe tới cụm từ quen thuộc là phá đảo hay là về nước. Đây là cụm từ chung chỉ hành động anh em kết thúc tựa game sau khi đã vượt qua hết tất cả các nhiệm vụ. Nhưng mà có lẽ mọi người ít biết rằng nguồn gốc của những cụm từ đó là bắt nguồn từ chính trò chơi này. Để hiểu hơn, chúng ta sẽ lội qua cốt truyện của game một chút nha. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2633, khi một tổ chức khủng bố có tên gọi là Red Falcon xuất hiện trên một hòn đảo ở Nam Mỹ. Để ngăn chặn hiểm họa này, đại chính quyền thế giới gửi hai siêu chiến binh là Bill Riser và Lance Bean đến hòn đảo để tiêu diệt Red Falcon.
Trong quá trình đó, cả hai cũng phải đối mặt với những loài quái vật ngoài hành tinh đáng sợ. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả Bill và Lance đều hoàn thành nhiệm vụ của mình và tiêu diệt toàn bộ tổ chức Red Falcon cùng với quái vật ngoài hành tinh, sau đó phá hủy luôn hòn đảo và quay trở về. Khung cảnh hòn đảo bị phá hủy hoàn toàn cùng hình ảnh chiếc máy bay bay về nước trong kết thúc của game chính là nguồn gốc của hai cụm từ phổ biến chỉ vì kết thúc game của anh em 8X9X là phá đảo, thường dùng ngoài Bắc, còn trong Nam sẽ là về nước. Tuy nhiên, có lẽ vì thời đại thông tin liên lạc đã thuận lợi hơn xưa quá nhiều rồi nên từ phá đảo lại được sử dụng phổ biến trong cộng đồng game thủ và được mọi người chấp nhận. Cốt truyện chính của Contra có trước hay sau khi game ra mắt? Rõ ràng với cốt truyện có vẻ hoàn chỉnh ở trên thì anh em sẽ nghĩ rằng thì hồi năm 1987 công nghệ làm game cũng hơi lạc hậu so với bây giờ thì, nhưng mà kiểu gì cũng phải có một cái kịch bản đàng hoàng để từ đó nặn ra các nhân vật phải không nào? Thực tế là không, vì Konami cảm thấy chả cần thiết phải đầu tư một cái cốt truyện tuyến tính lớp lang đàng hoàng cho một cái tựa game mang phong cách chơi là nói lên tất cả, qua là cục xúc. Mọi thứ vẫn chỉ dừng lại một hành trình thẳng tắp như chính lối chơi của tựa game này vậy. Nhận nhiệm vụ, tiêu diệt mục tiêu, hoàn thành và về nước hay là phá đảo tùy cách gọi của game thủ từng được nguyện. Trở lại với vấn đề thì khi nào thương hiệu Contra mới có một cốt truyện đàng hoàng? Lối chơi và cốt truyện vẫn như cũ với hai phiên bản tiếp theo là Super Contra The Alien Strike Back năm 1988 và Contra 3 Alien Wars 1992. Tổ chức Red Falcon vẫn chưa bị xóa sổ mà chuyển qua những căn cứ khác, buộc Bill Razor và Lance Bean phải đích thân tìm và tiêu diệt. Sau 3 phần của game thành công đến tận năm 2002, Konami mới ra mắt phiên bản Contra chính tuyến với tên gọi Shadow Soldier. Đây là sự nâng cấp khá là mạnh mẽ phần cứng của hệ máy PlayStation 2 và đồng thời cốt truyện của game cũng bắt đầu xuất hiện nhiều tình tiết ly kỳ chứ không còn là chạy và bắn. Vì sao nhân vật trong intro game lại quen thuộc đến như vậy? Khi bước vào trò chơi, khi đoạn nhạc hiệu tèn 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 quen thuộc vang lên thì anh em sẽ thấy hình ảnh hai ông chiến binh là Bill Razor và Lance Bean chạy ngang màn hình từ phải sang trái. Điều đáng nói ở đây là dù tên Bill và Lance nhưng mà kiểu gì cũng có người thấy thắc mắc hình như hai ông nội này phải tên là Arnold và Sylvester mới đúng. Cái này thì cũng không có gì lạ lắm bởi vì họ được lấy cảm hứng hay nôm na nó là bê nguyên thiết kế tạo hình của hai ngôi sao hành động nổi tiếng của thập niên 1980 là Arnold Schwarzenegger và Sylvester Stallone vào game. Với Arnold, đó là hình ảnh John Maestric ngậm xì gà trong bộ phim Commando. Còn Sylvester hơi yếu thế hơn với góc nghiêng không thần thánh nhưng fan mê phim hành động nói chung và người hâm mộ anh hùng cơ bắp của thập niên 80 nhìn phát biết ngay đó là ai. Một chi tiết thú vị dù không liên quan tới game cho lắm nhưng anh em có biết nữ diễn viên gợi cảm Alyssa Milano trong các bộ phim đình đám như Double Dragon, Phép Thuật. Lúc nhỏ đã từng đóng vai Jenny Matrix, con gái của nhân vật chính, cựu đại tá lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ John Matrix trong bộ phim hành động Commando. Đáng tiếc đồ họa của game những năm ấy khó lòng mà lột tả được cái sự ngầu của hai anh em nên những gì mà người chơi được nhìn thấy chỉ là hai ông này có vóc dáng khá giống nhau và chỉ có thể phân biệt được bởi màu sắc từ chiếc quần mà họ đang mặc. Lý do chọn hai màu xanh dương cho Bill Razor và màu đỏ cho Lance Bean không được nhà sản xuất Konami tiết lộ, nhưng có lẽ đó là phong cách tối giản của trò chơi điện tử thời đó, khi có nhiều nhân vật game khác cũng được phân biệt theo màu sắc như vậy. Điển hình nổi tiếng nhất mà chắc ai cũng biết chính là Mario với tông màu chủ đạo là đỏ, trong khi ông em Luigi trông ít bắt mắt hơn khi bị phối với màu xanh lá cây. Cheat code huyền thoại và vũ trụ Konami. Konami Code hay còn gọi là Contra Code có lẽ chính là dòng mã nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp game kể từ khi được tạo ra bởi ông Kazuhisa Hashimoto vào năm 1986 để phục vụ cho việc test tựa game Gradius. Konami Code đã xuất hiện trong hàng chục tựa game khác nhau, nó thậm chí còn được sử dụng bên ngoài ngành game như những Easter Egg thú vị. Các game thủ thời đầu thì hẳn đã không thể nào quên được cái mã gian lận diệu kỳ này khi chỉ vài thao tác đơn giản bao gồm tổ hợp phím lên lên, xuống xuống, trái phải BA và đôi khi phải ấn thêm nút Start. Bạn sẽ có thêm 30 mạng trong Contra hoặc vài thứ thú vị khác trong những tựa game do Konami sản xuất. Đến nỗi có thời chỉ cần chơi game do Konami sản xuất, lập tức phải thử ngay xem cái cheat code này có hoạt động không, bởi rất nhiều trò chơi của hãng có thể sử dụng mật mã này. Trò chơi đầu tiên có thể sử dụng mật mã này chính là Gradius, với rất nhiều sức mạnh tuyệt vời được khai phá khi sử dụng nó. Dòng mã này nổi tiếng đến nỗi mà bạn có thể dùng nó trong nhiều trang web khác nhau như Facebook, Reddit, Watch UK hay BuzzFeed để tạo ra các hiệu ứng hài hước. Hiện tại, cheat code đã phát triển đến mức có thể thay đổi hoàn toàn thông số trong một trò chơi bất kỳ. Nhưng rõ ràng ấn tượng về tổ hợp mã code huyền thoại này sẽ không bao giờ nhạt phai trong tâm trí chúng ta. Đáng tiếc vào ngày 25 tháng 2 năm 2020, làng game phải nhận một tin buồn khi ông Kazuhisa Hashimoto đã qua đời tại quê nhà, hưởng thọ 61 tuổi.
Về phần vũ trụ game Konami, đã có rất nhiều nhà phát hành lên ý tưởng cho các nhân vật của mình xuất hiện theo kiểu cameo, tức là khách mời, trong thế giới game khác nhau. Nintendo là một trong những đơn vị đi tiên phong với các màn crossover nổi tiếng. Tuy nhiên, kẻ đi đầu cho phong cách thú vị này có lẽ lại là Konami. Số là năm 1988, hãng đã cho ra mắt Wild Wild World cho hệ máy NES. Lối chơi của tựa game này cũng khá là bình thường, nhưng được cái nội dung là đang xen nhiều nhân vật trong các series nổi tiếng khác như là Goemon, Castlevania, Gradius và cả The Goonies. Đến năm 91, thừa thắng xông lên, hãng đã cho ra mắt Wild Wild World 2 SOS Pasley Show. Trong game, anh em có thể trải nghiệm lại một số màn chơi kinh điển của thương hiệu quen thuộc, nhưng bằng một nhân vật đến từ dòng game khác. Trong trường hợp này là màn Jungle của Contra. Nhưng thay vì hai gã đu con quen thuộc, anh em có thể sử dụng những nhân vật khác của Konami như là Simon Belmont đến từ Castlevania chẳng hạn. Đây có thể không hẳn là một crossover đúng nghĩa, nhưng mà dẫu sao nó cũng đã đặt nền móng cho khái niệm này. Những liên hệ giữa game và điện ảnh. Theo loại phim hành động cổ điển những năm 80-90 kiểu anh hùng cơ bắp, một mình có thể làm gỏi hết cả hang ổ của địch, ngày nay đã không còn có chỗ đứng trên thị trường nữa rồi. Tất nhiên chúng ta phải loại trừ thành công của một bộ phim nói về người đàn ông yêu chó thích dùng bút chì để kết liễu kẻ địch. Và trước đó là biệt đội đánh thuê The Expendables năm 2010. Có thể nói trước John Wick thì The Expendables chính là điểm nhấn còn sót lại của dòng phim từng rất nổi tiếng cách đây 20 năm. Rõ ràng là với cốt truyện hết sức đơn giản cùng diễn xuất không lấy gì làm nổi bật của dàn diễn viên, thành công của The Expendables đạt được chính nhờ vào việc đánh đúng tâm lý hoài niệm về một thời vàng son của các fan hâm mộ có tuổi thơ như mọt tôi. Như đã nói trên về cốt truyện làng nhàng cùng diễn xuất chỉ ở mức tròn vai, The Expendables chưa hề được yêu thích bởi giới phê bình, nhưng phản ứng đón nhận của khán giả đã giúp nó kéo dài thêm tận 2 phiên bản lần lượt ra mắt vào năm 2012 và 2014. Vào thời điểm bộ phim đang còn nổi thì có một trò chơi ăn theo miễn phí được ra mắt và nó cực kỳ tương đồng với game Contra. Bản thân nhà sản xuất cũng chẳng cố gắng giấu điều đó, nhưng lạ thay Konami không hề có bất cứ hành động pháp lý nào để phản hồi lại. Có thể bởi vì đó là một game miễn phí để vinh danh Contra, cũng có thể lần này hãng game Nhật cảm thấy nó chẳng thể ảnh hưởng gì đến họ nên nhắm mắt làm ngơ cũng nên. Cuối cùng vào năm 2017, Konami Digital Entertainment đã từng có ý định phối hợp với công ty truyền thông Starlight của Trung Quốc để sản xuất phim truyền hình và điện ảnh cho thương hiệu Contra sau thành công của tựa game di động Contra Return. Nhưng mà cuối cùng kế hoạch này lại không thể thành hiện thực. Vừa rồi là 7 chi tiết thú vị nhỏ nhỏ nhưng mà không phải bất cứ người chơi nào cũng biết được về tựa game Contra. Không biết là một tôi có bỏ sót cái thông tin gì không, anh em mạnh dạn đóng góp ý kiến dưới phần comment nha. Biết đâu chúng ta sẽ có phần 2 nữa thì sao? Nếu anh em thấy chuyến tàu tuổi thơ này khá hay và thú vị thì cũng đừng quên cho trưởng tàu một tôi một cái like, một cái share. Và vẫn còn rất nhiều những chuyến tàu khác hay như vậy. Vậy nên anh em hãy nhớ ấn subscribe để không bỏ lỡ nha. Tạm biệt.